Xin chào các thành viên của Nam Tech. Thì không biết là các bạn đã từng benchmark thử cái trình Quadrant trên điện thoại LG B55 của mình chưa? Nếu tôi nhớ không lầm thì với mặc định ban đầu hiệu hành đi kèm của máy thì điểm hình như nó nằm đâu khoảng 900 điểm. Thì nếu các bạn nghĩ như thế nào, nếu tôi hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật khiến cho các bạn có thể tăng tốc cái máy của mình lên và đạt điểm số là 2500 điểm ạ. Nó tuyệt vời không ạ? Rồi, thì để bắt đầu cho cái thủ thuật này thì chúng ta có 3 điều kiện. Thứ nhất, các bạn đã rút máy, các bạn đã cài recovery console. Thứ hai, các bạn sẵn sàng, đó là backup hết tất cả những lời của mình. Bởi vì làm theo phương pháp này á, là các bạn sẽ nên xóa hết tất cả những dữ liệu cũ và cài mới hoàn toàn. Thứ ba là các bạn đã biết cách phân vùng, cái một cái phân vùng chia cái partition trên một cái thẻ nhớ của mình chưa. Và tôi recommend là các bạn có thể chia khoảng từ 512MB phân vùng lại thành định dạng là EXT2 đó trên cái cạc của mình. Nếu như các bạn nào chưa biết cách để định dạng cái thẻ nhớ thì có thể dùng cái tool mini partition wizard ở trong Windows để có thể làm việc này, hoặc là hãy yêu cầu chúng tôi sẽ tiếp tục viết thêm hướng dẫn cho các bạn làm việc này. Nếu như các bạn đã đồng ý hết tất cả những hạng mục ở trên thì chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Thì cái máy sau khi chúng ta đã root và đã cài recovery console thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào recovery console bằng cách nhấn tổ hợp phím power, power down và nút home. Các bạn phải nhớ là giữ luôn cho đến khi nó hiện ra cái dòng chữ recovery nha các bạn. Đây, đây là giao diện Android System Recovery của máy LG B55 của tôi. Hiện nay thì tôi vẫn sử dụng cái phiên bản là Thunder 1.20 GNM. Cũng giống như là đã nói từ đầu thì phương pháp này là chúng ta đạt được cái điểm số cao như vậy là vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đã có một con CPU khá tốt, một cái card đồ họa khá tốt bên trong của chiếc điện thoại LG B55 rồi. Và thậm chí chúng ta đã có cái nền ROM Gingerbread 2.3 khá mạnh đúng không các bạn? Như là điểm số IO của máy rất là thấp, bởi vì cái định dạng mà nhà sản xuất LG chọn cho cái máy chúng ta là không được nhanh. Vì vậy là công việc chúng ta cần làm là bên cạnh một số cái thủ thuật tích khá ư là hiệu quả, thì một trong những cái hiệu quả lớn nhất là chúng ta sẽ tích về cái để tăng tốc cái tốc độ IO của máy. Thì cập vào phương pháp cụ thể đó là chúng ta sẽ chuyển toàn bộ cái thư mục xuyệt data, thư mục chứa tất cả những cái data của chúng ta về phần mềm, về mọi thứ vào trực tiếp trong thẻ nhớ, và thẻ nhớ được định dạng với cái định dạng partition là EXT2, định dạng cho khả năng hoạt động nhanh nhất. Thì cũng như nó từ đầu, các bạn cần phải bỏ hết tất cả những cái dữ liệu cũ của mình. Nếu như các bạn còn vương vấn thì các bạn nên tự backup lấy. Các bạn có thể backup phần mềm bằng phần mềm là Titanium Backup. Các bạn có thể backup SMS bằng phần mềm GOSMS và backup cái contact của mình bằng cách là synchronize cái contact của mình vào trực tiếp vào trong cái hộp mail Google. Đúng không ạ? Như vậy là các bạn có thể backup hết toàn bộ cái máy của mình rồi. Sau đó hãy vào recovery console như tôi đã làm vừa rồi và thực hiện cái lệnh là xóa tất cả những dữ liệu mà dùng đi. Bởi vì tôi nhắc lại, chúng ta phải làm mới, bởi vì đây là một phương pháp chuyển dữ liệu từ trong máy trực tiếp vào trong thẻ nhớ. Dĩ nhiên các bạn vẫn, nếu may mắn các bạn vẫn có thể làm thành công mà không cần phải mất dữ liệu. Tuy nhiên là để tránh cái vấn đề bị bất á, thì các bạn nên cài mới. Và sau khi đã cài thành công, đã biết cái hiệu năng nó vượt như ý rồi, thì các bạn những lần sau các bạn có thể cài chồng lên mà không cần phải xóa dữ liệu nữa. Thì để xóa dữ liệu, chúng ta sẽ vào cái mục là Wipe, chọn là Wipe All User Data. Thì với lệnh này á, thì nó sẽ xóa thư mục tất cả data nè. Thư mục SD card Android Secure, xóa luôn cả cách và và cái phân vùng mở rộng của thẻ SD của chúng ta. Sau đó như các bạn cẩn thận thì các bạn có thể xóa luôn cả Dalvik-Cache nữa. Rồi, quá trình xóa dữ liệu của chúng ta là coi như đã tương đối thành công đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành những cái bước flash. Đầu tiên chúng ta flash ROM, thì đầu tiên tôi sẽ chọn cái bản ROM mới nhất hiện nay, Gingerbread 2.33 của MicOS trên những đài IDEA, và phiên bản mới nhất của anh ta là phiên bản 6.4.2.
Với cái phiên bản này thì hầu hết các tính năng của điện thoại LG P500 là gần như là hoàn hảo rồi. Chỉ còn một số trục trặc nhỏ về vấn đề khi nghe và gọi thông qua tai nghe Bluetooth mà thôi. Đối với tôi thì tôi không sử dụng cái vấn đề nhiều, vì vậy là tôi có bỏ qua cái vấn đề này. Tất cả những cái file dùng để flash vào trong máy thì tôi sẽ đính kèm tất cả vào trong phía dưới description của video clip. Các bạn chỉ cần follow theo thôi. Chúng ta sẽ chọn vào flash zip menu. Chọn vào là flash zip from SD card. Thường thì tôi cũng đã giới thiệu các bạn rồi là do cái recovery console của Thunder thì nó không được tốt. Đúng không? Thì vì vậy là tôi sẽ dồn tất cả những cái file zip của tôi vào một thư mục đặt đầu tiên trong thẻ nhớ, đặt tên là, trường hợp này tôi đặt là không crypt. Thì tôi vào trong không crypt, tôi chọn những cái file zip mà tôi cần flash vào. Và hãy nhớ rằng để cho an toàn á, thì trước khi mỗi lần các bạn format, các bạn cài một cái ROM mới thì các bạn nên format cho một system để đảm bảo là cái thư mục của mình nó sạch sẽ và nó không còn rác. Thì đầu tiên tôi sẽ chọn vào cái file debug format system.zip. Chọn vào nút menu để confirm. Sau khi format được system xong thì chúng ta sẽ bắt đầu lắp cái ROM mới nhất của macOS là phiên bản 6.4.2. Rồi thì bước đầu tiên là cái bước quan trọng nhất là bước flash cái ROM CM7 macOS 6.4.2 đã xong các bạn. Thì chúng ta đã sẵn sàng có cái hệ điều hành 2.3 Gingerbread rồi đó. Tuy nhiên là để tiết kiệm thời gian thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn flash trực tiếp luôn một số cái thủ thuật khác để đỡ tốn thời gian boot tới boot luôn cái phone này, nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thì chúng ta vào mục flash to zip file, chọn thêm cái file đặt tên là GAPPS, có nghĩa là Google Application. Thì file này tôi cũng đã có đính kèm trong cái description bên dưới ha. Bởi vì mặc định thì cái gói ROM của macOS thì anh ấy không có tích hợp bất cứ một cái phần mềm nào của Google. Nghĩa là nếu như các bạn không load cái file zip này thì các bạn sẽ không có cả Google Market nữa. Mà điện thoại mà không có Google Market thì có lẽ là không ổn thế nào, đúng không các bạn? Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ tiếp tục flash thêm cái file là libsqlite.so. Thì đây là một cái file nó cải thiện cái thư viện truy cập dữ liệu của Android, giúp tăng tốc cái điểm IO khá nhiều. Libsqlite.zip ha. Bạn cải về luôn. Còn một file cuối cùng nữa chúng ta có thể làm trước khi boot lần đầu tiên vào Android, đó là chúng ta sẽ chạy luôn cái tweak của franciscofranco trên diễn đàn IDEA. Đây là hầu hết những cái tweak quan trọng để giúp cho tăng cường hiệu năng và cũng như là tiết kiệm pin hơn. Thì tôi sẽ chọn cái tweak là ngày 1 tháng 5 năm 2011. Sau khi hoàn thành bước này là do cái file này thì nó có bị lỗi về cái verification, vì vậy các bạn phải chọn vào cái nút toggle signature verify, sau đó các bạn chọn lại cái file đó một lần nữa thì nó sẽ ok. Xong, như vậy là tất cả các bước cần thiết để flash ROM chúng ta làm xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ boot lại vào trong hệ thống Android lần đầu tiên, và sau khi boot thành công rồi thì chúng ta mới bắt đầu cài cái script chuyển từ data từ trong máy vào trong thẻ SD. Và cái clip này được thực hiện bởi Ungaze, một thành viên trên diễn đàn Samroy và đàn IDEA người Philippines. Rồi thì nếu các bạn đã làm theo đúng tất cả các trình tự của tôi hướng dẫn thì các bạn đã có một cái hệ điều hành cực kỳ sạch, đảm bảo là sẽ không có lỗi và sẵn sàng để cài cái script để chuyển toàn bộ dữ liệu chúng ta từ trong máy sang thẻ nhớ và kích được cái tốc độ của máy lên khủng khiếp các bạn.
thì chúng tôi sẽ chứng tỏ cái điều này sau khi chúng ta cài xong cái script đó thành công. Bây giờ chúng ta đang chờ đợi cái lần đầu tiên boot vào trong hệ thống. Chúng ta đã vào được trong Android rồi nha các bạn. Trong quá trình máy yêu cầu setup do Google cao thì các bạn hãy tùy chọn, bạn thích đăng nhập cũng được, còn không thích thì thôi. Chọn lại thời gian. Chúng ta chọn là GMT cộng 7 giờ Bangkok. Định dạng và ngày tháng các bạn có thể tùy chọn. Rồi, chúng ta đã vào được hệ điều hành Android rồi đó các bạn. Một số thao tác theo thói quen của tôi chỉnh về. Rồi, trước khi chúng ta reboot lại thì tôi và các bạn sẽ cùng xem qua coi là cái bộ nhớ trọng của chúng ta là như thế nào các bạn ha. Các bạn vào vùng storage nè. Các bạn thấy là cái internal storage chúng ta tổng cộng là 200 MB. Và chúng ta đang còn trống là 190 MB. Đó. Nếu như các bạn không có thực hiện cái đoạn grip theo chúng tôi hướng dẫn ở phần sau thì các bạn sẽ sau khi các bạn cài game vào chắc chắn là cái bộ nhớ trong của máy của bạn sẽ bị tràn. Ví dụ như các bạn cài những cái game lớn như là Eternal Legacy, rồi Hox, rồi những cái game mà 3D bắn súng gì đó, nó rất là nặng và data nó có thể lên đến cả vài trăm mê thì chắc chắn là chúng ta không có đủ chỗ để mà cài đặt rồi. Vì vậy là ngoài cái chuyện tăng cường hiệu năng thì cái giải pháp chép dữ liệu từ trong máy ra ngoài thẻ nhớ là gần như là bắt buộc dành cho những bạn nào thích cài nhiều game và chơi game thực sự là crazy. Thì chúng ta hãy lưu ý điều này ha. Tại vì hồi đó sau khi chúng ta cài đặt xong thì tôi sẽ so sánh lại cho các bạn xem. Bây giờ đến lúc ta reboot đề máy rồi. Reboot, chọn vào reboot recovery. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo là bước flash cái script data to SSD của Ungaze. Đây là bước quan trọng nhất thưa các bạn. Hãy nhớ rằng là tất cả những bước trước chúng ta có thể làm cùng một lúc. Tuy nhiên cái bước này chúng ta phải làm sau lần boot thành công thực sự vào trong hệ điều hành Android. Nếu các bạn làm ngay lập tức trong lần đầu tiên mà mình flash cái ROM thì các bạn cứ nghĩ rằng tiết kiệm thời gian, nhưng thực ra nó sẽ làm gây rất là nhiều cái lỗi nghiêm trọng dành cho cái hệ điều hành. Vì vậy các bạn phải reboot lần đầu tiên. Chọn vào cái phiên bản mới nhất là Ungaze Data to SSD phiên bản V4B2. Với cái phương pháp này thì chúng ta sẽ chép toàn bộ dữ liệu từ trong máy vào một cái phân vùng thứ hai trên thẻ nhớ được phân vùng ở cái định dạng là EXT2. Thì cũng xin nhắc lại đây là cái định dạng nhanh nhất. Và dĩ nhiên là để đảm bảo cho cái sự an toàn của dữ liệu của mình. Mỗi lần mà mình reboot hoặc là lỡ khi máy bị treo mà mình phải tháo pin á thì đỡ mất dữ liệu, thì Ungaze cũng đã tích hợp luôn cái lệnh gọi là EF check vào trong mỗi lần boot để giúp cho việc là hồi phục lại dữ liệu nếu như dữ liệu có vấn đề bị hỏng. Rồi sau khi các bạn thành công thì có lẽ là đã lúc các bạn boot vào trong Windows và chuẩn bị tận hưởng cái tốc độ mà cái phương pháp này mang lại cho chúng ta. Rồi chúng ta đã boot lại được vào trong cái hệ hành Android rồi đúng không các bạn? Thì một trong những cái phương pháp để kiểm tra xem là cái phân vùng chúng ta chứa cái dữ liệu nằm ở đâu và dung lượng bao nhiêu thì thường là tôi sẽ dùng cái phần mềm là Titanium Backup, bởi vì đây là cái tool để chúng tôi restore lại toàn bộ cái phần mềm của tôi. Ví dụ như tôi có khoảng 60 phần mềm thì không thể còn cài lại và phải chơi lại tất cả các game được. Vì vậy là chúng tôi chơi và khi nào cần rách ROM tôi sẽ dùng Titanium Backup để restore lại ngay lập tức. Và lúc đó máy tôi và phần mềm nó sẽ quay về đúng cái trạng thái mà trước khi tôi bọc cái hệ thống của tôi. Lần đầu tiên khi các bạn cài một phần mềm ở một cái ROM gốc thì lúc nào thì hệ hành Android cũng bắt chúng ta phải check vào cái tick là Uninstall. Thì chúng ta cứ làm theo đúng yêu cầu thôi. Chọn vào Uninstall. Và thậm chí nếu như các bạn để lần sau đỡ tốn thời gian thì các bạn hãy vào luôn cái box là Development. Chọn vào cái USB Debugging luôn, bởi vì cái tính năng này chúng ta sử dụng có rất là nhiều.
nhấn nút back quay về lại cái cửa sổ để cài đặt titanium makeup, chạy lại chương trình giờ này thì, mà bây giờ thì máy nó sẽ không có ngăn cản chúng ta nữa, chúng ta có thể cài cái phần mềm này vào ngay lập tức. Rồi lần đầu tiên chúng ta mở lên, các bạn thấy là hệ điều hành chúng ta đã được root rồi ha. À, thì các bạn có thể nhìn thấy là khi trước khi mà tôi show cho các bạn cái hiệu năng thì tôi cũng muốn chứng tỏ các bạn thấy là hiện tại máy đã nhận là cái bộ nhớ trong của tôi là 517 MB và hiện tại nó đang trống là 513 MB, chứng tỏ là phương pháp chúng ta đã hoàn toàn thành công. Đây là cái cách đọc cái dung lượng chứa data của titanium backup. Tuy nhiên dung lượng bộ nhớ trong thực sự thì nó vẫn nằm trong hệ điều hành thôi, các bạn hãy vào check lại thì nó vẫn là bây giờ thì nó nhận luôn là 494 MB thôi các bạn. Các bạn có thể thấy cái thông báo của Android cũng đã thông báo tương tự như là titanium backup. Tôi sẽ dùng titanium backup để bung ra một cái phần mềm để test hiệu năng, đó là phần mềm Quadrant. Và trước khi để cho điểm số nó cao hơn thì tôi sẽ overlock cái thiết bị chúng ta lên một chút. Thiết bị mặc định chúng ta là xung mặc định là xung CPU là 600 MHz thì tôi sẽ ép lên khoảng chừng 787 MHz, cỡ đó là ok rồi. Vào một performance, chọn vào CPU setting. Governor thì tôi sẽ chọn về là conservative. Min CPU chúng tôi chọn là 408. Max CPU chúng tôi sẽ chọn là 787. Thực ra cái máy chúng ta vẫn có thể benchmark được ở mức 806 nhưng mức đó nó không ổn định. Vì vậy tôi chọn quyết định chọn là mức 787 thôi. Nếu như các bạn muốn sell cái lưu cái định dạng này vào mỗi lần boot thì các bạn hãy check vào cái ô set on boot. Tuy nhiên tôi sẽ không có check vào ở đây, bởi vì tôi sẽ chọn vào ở mức xung thấp hơn, nghĩa là khoảng 768 MHz thôi. Và hãy xem coi bây giờ chúng ta đã có điểm số như thế nào các bạn nhé. Chúng ta sẽ vào và chọn vào Quadrant. Thì một trong các cách đầu tiên để các bạn có thể kiểm tra xem là cái tuyết của Ungaze của bộ hay chưa, các bạn hãy test riêng cái phần mềm IO. Nếu như tôi nhớ không lầm á, thì với cái máy chưa có tinh chỉnh thì cái điểm Quadrant chúng ta, điểm IO chúng ta chỉ nằm khoảng chừng 200-300 thôi. Tuy nhiên các bạn thấy đây này, điểm chúng ta đã nằm ở mức là 3200 điểm nữa các bạn. Và đây chỉ là điểm độc lập chưa kết hợp với lại sự hỗ trợ của CPU đã được ép xung. Và hãy thử xem coi là chiếc máy bên trong chúng ta là một con quái vật như thế nào khi mà nó ban tổng thể ở chế độ full ban mắt. Điểm vẫn sấp xỉ là khoảng 2400, đúng không? Vẫn 2400 thôi. Thì nói chung là nếu các bạn có thời gian thì các bạn hãy ban lại dừng 2-3 lần để mình có được cái điểm số thần rùa.